mà Đức Thầy nói cho các bạn coi tao háo nè, nơi cõi tạm nè, sông sầu bể khổ, mà sống trong cái sông sầu bể khổ là biển sông, mà cứ lặn lội hơn thua không là tất nhiên hơn thua. Thấy người ta cất cái nhà mình cất thêm cái nhà, thấy người ta mua chiếc xe bắt đầu mình ham mua chiếc xe, thấy người ta mua 10 con đất bắt đầu mình cũng mua 10 con đất, hơn thua không mà cô bác anh em trường đạo không chịu lo cái đạo, thấy không? Cứ hơn thua không là mãn tranh đua với nhau không, rồi cuối cùng nội thương bấy người đời không, vẫn không ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết rồi danh lợi giàu sang rốt cuộc không, chăm khéo chăm khôn còn giả dối, ngàn mua ngàn kế cũng còn không, suốt đời lo lắng gợi cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Nhắm mắt hai tay cũng phủi không mà cứ lặn lội hơn thua, cứ hơn thua không, không có chịu thua ai chân trời không, mà hơn thua rồi hơn thua cũng đi về tử lộ tạm, làm chi những thứ bất lương vậy mà không chịu suy xét thi lường, đặng tìm đến cái cảnh Tây Phương an lạc mà không chịu tìm cô bác anh em chân đạo, phải không? Thì vừa rồi đề tài đồng đạo ngọ hỏi thì chú Tư cũng đã giải đáp xong, và tiếp theo thì xin kính mời bên phái nữ mấy cô có thắc mắc thì mấy cô, thì thời gian chúng ta không có nhiều đâu mấy cô, để và mời dì Tám có vấn đề cần nghi vấn thì kính mời dì. Nam mô A Di Đà Phật. Nay xin nói đồng đạo à, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao chỉ có tiền ngàn khóa mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Nhờ đồng đạo giải đáp cho tôi và cùng tất cả đồng đạo mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân trưởng chẳng tay này chưa quý vị. Và tiếp theo là cái tiêu đề thứ hai mà được chị Úc nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, trong đó bốn câu. Và trong đó bốn câu đó là: ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Và đồng đạo nêu lên trong bốn câu đó chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông. Bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông này đó là Đức Thầy viết ở tại gia đình của ông Cả Mười ở tại Mỹ Hội Đông vào ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả là 118 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đó bốn câu cho chúng tôi bàn thôi chứ quý vị. Bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong đó là: ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Thưa chứ quý vị, ngày nay là ngay trong lúc này, ngày nay là ngay trong lúc Đức Thầy ra đời năm 1939 và Đức Thầy viết cái bài này năm 1940 là ngày nay, thấy không? Mà đạo đức chẳng màng, tất nhiên là Đức Thầy ra đời kêu gọi cho tất cả các chúng sanh nhớ để mà ráng lo tu, để mà sau này được về Phật, được về cõi hậu long quang. Vậy nó mà không màng, cho nên Đức Thầy coi như là mới coi như là dùng đủ cái phương cách để mà coi như là nhiếp quá chúng sanh ngăn chịu. Mà vậy đó mà trong khi đó mà cũng không chịu nghe nó, cô bác anh em chân đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới than, Đức Thầy mới nói nghe kệ xám như ru giấc mộng. Nghe qua lời Đức Thầy cũng như ru giấc mộng, không có chịu nghe vậy trân trời. Hoặc giả là khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên tồn lại ngu. Hoặc giả là kệ khuyên trần như nước đổ lá môn. Kệ khuyên trần như nước đổ lá môn, quý vị mình thấy rõ ràng coi như là trong cái nước mà đổ xuống lá môn nó có dính được chỗ nào không? Không có dính đâu trơn trời. Như vậy tất nhiên là không màng, không màng tới. Mà không màng tới rồi Đức Thầy mới dùng phương tiện cái tiên gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan thảm thiết lê dân làm than thám thiết mà là lành, nghe tự hầu như nhớ như quên, là Đức Thầy mới hút thuốc độ bệnh để trị bệnh độ đời. Vậy nữa mà trong khi đó coi như là cũng không màng tới luôn. Tới chừng mà tới đau bệnh quá chừng đau bệnh mới lợi Đức Thầy, tới chừng lợi Đức Thầy rồi sao, trong khi đó hốt thuốc xong rồi trở về bắt đầu không nhớ gì cái ơn chân, không? Nên Đức Thầy nói nghinh ngang làm thiếu lấy thừa, mẹ cha vẫn kể dối lừa ngổ ngang, ngày nay mới đến Phật đàn niệm một tiếng Phật cái đồi an bệnh liền, chậm lành chê Phật ngạo tiên liền. Không có mạng tới không? Rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình, hoặc giả là tới lui bùa thuốc bộn bề, chơn dời khỏi cửa cứ ra về phủi ơn, thấy đời tu dối khuyên lân, ngày nay sửa lại gặp cân thế bình. Đây là đạo đức chẳng màng. Như vậy bây giờ hồi xưa lúc Đức Thầy ông Phật ra đời vậy đó mà đạo đức còn không màng tới.
Còn bây giờ cũng vậy nó cô bác anh em chứ đồng đạo, bây giờ có như là những cái chỗ mà tụ điểm này có nhìn đông đảo vui sai đó nghe, là người ta tới không thể nào mà tỉnh điểm phải không? Còn cái chỗ coi như là khuyên niệm Phật làm lành vậy đó, mà trong khi đó là ít, cho nên Đức Thầy mới than trong bài không buồn ngủ đó nghe chị. Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói ơ nơi cửa thánh đó, ôi người càng quạnh vắng, còn chốn nhà ma đó nghe là chen chúc quá thêm đông, là đạo đức không màng. Không màng tới cô bác anh em chứ không đạo. Lời lành có người khuyên không nhớ, mà việc giữ không ai chỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo giữ mà ít nghiêng theo lành. Vì vậy cho nên số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh kệ ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc một bài kệ kinh, kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc là đó có duyên với Phật xưa đời. Dịp này nếu để cho sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Vậy thì ngày nay là hiện tại bây giờ đạo đức không có màng tới, không có lo gì chân trời không? Mà tới chừng đụng chuyện đầu đấy hen, thì bây giờ niệm Phật thôi mình niệm không kịp nữa, niệm phải lỡ người ta luôn. Bác anh em dùng đạo. Đó là ngày nay đạo đức chẳng mạng. Rồi Đức Thầy mới nói thêm câu sau đó là: rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, là sau này có như là giàu có bạc tỷ bạc triệu đi chăng nữa mà cũng không bao giờ mua cái đạo được. Có bác anh em dùng đạo. Bởi vì cái đạo nó rất là quý giá đối với cái người biết đạo. Còn người không biết đạo rồi để hắn coi cái đạo rẻ rề, không có giá trị gì hết. Nhưng mà sau này muốn tìm lại cái đạo không phải là cái chuyện dễ. Các bác anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên quý vị mình thường đi thành phố, thường đi Cà Mau, thường đi Bạc Liêu, Sóc Trăng và tất cả các tỉnh thành đó, quý vị mình thấy có cái chỗ nào mà đăng lên cái bảng bán đạo không mấy chị? Chị hai có không? Ông có bán coi như là vàng đạc, vàng bạc đá quý, kim cang học xoàn, cái gì coi như là cũng có bản hết trơn trời, không bản hiệu. Mà tôi đi tôi tìm tôi để ý không có cái bản nào để bán đạo trơn trời. Bây giờ không có cái bản bán đạo, mình muốn sau này muốn mua đạo rồi mình biết mua ở đâu vậy? Không có bản bán rồi phải không? Nhưng mà ở chỗ này nè không có bán phải không? Mà chỗ này ban đạo cho quý vị chứ không có bán. Bây giờ ở đây có chữ bán, tất nhiên là nó coi như là có dấu, mà đây ban. Như vậy là quý vị mình muốn tìm được cái đạo, tất nhiên là những nơi đạo tràng, những nơi niệm Phật, những nơi làm phước, những nơi làm lành, những nơi cúng lại, những nơi ăn chay, những nơi xã hội, cái chỗ này là chúng ta tìm đạo nơi đó có. Chứ không có ai bán trơn trời, không ai bán lấy gì mua. Mà bây giờ không mua, bây giờ nếu như quý vị mình có tiền hay có bạc triệu bạc tỷ đi chăng nữa, sau này cũng không bao giờ có cái chỗ nào bán đạo để mua. Đâu có mua được đâu. Như vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta coi như là phải cố gắng tìm đạo, tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp. Tất nhiên là chúng ta ráng tìm. Mà tìm ở đâu cô bác anh em dùng đạo? Đức Thầy cho chúng ta biết đạo á, tất nhiên là chúng ta phải ráng tìm ở nơi tâm này với cô bác anh em dùng đạo. Đó là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm. Là cái tâm mình phát lên cái tâm lành đó là đạo, là chúng ta tìm thôi phải không? Như vậy là ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, tất nhiên là chúng ta không bao giờ mua được. Cô bác anh em dân đạo, quý vị mình có coi một cái clip coi như là ở bên Vũ Hán trong lúc đó bị dịch Covid-19 hay không? Cái ông này ở trên coi như là lầu bắt đầu ông tung giải tiền bạc ra coi như là xối xả trên. Cô bác anh em dân đạo, bây giờ đi mua đạo có đâu không? Bây giờ tất cả coi như là tiền bạc đó bây giờ vô giá trị đối với cái đạo. Cô bác anh em dân đạo, mà cái đạo sau này nó quý. Cô bác anh em dân đạo, bây giờ coi như là quý vị mình nghe lại một đoạn này để nghe là quý vị mình thấy cái đạo nó quý. Cho nên quá mê đời diệt đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Nhà bị cháy còn mong cất lại nghe, mất đạo rồi biết lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, chứ mất đạo khổ sanh ra vô số. Nhà bị cháy một thời nghèo khổ, chứ mất đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê. Gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, muốn không còn ai chịu khổ đau, đời sau hết chịu cơn sinh tử. Nó vì vậy cho nên bây giờ cái đạo nó là quý giá như vậy. Cho nên ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, tất nhiên là không có mua đâu được trơn trời. Mà bây giờ chúng ta phải cố gắng tìm đạo của các anh em dừng đạo, chứ không ai bán không? Rồi biển sông lặn lội hơn thua, là chúng ta đang sống trong cõi trần này là biển sâu, biển sầu sông khổ là biển sông. Mà Đức Thầy nói cho các bạn coi tao háo nè, nơi cõi tạm nè, sông sầu bể khổ. Mà sống trong cái sông sầu bể khổ là biển sông, mà cứ lặn lội hơn thua không, rồi tất nhiên hơn thua. Thấy người ta cất cái nhà mình cất thêm cái nhà,
Thấy người ta mua chiếc xe, bắt đầu mình ham mua chiếc xe. Thấy người ta mua 10 con đất, bắt đầu mình cũng mua 10 con đất. Hơn thua không, cô bác anh em trường đạo không chịu lo cái đạo, không? Cứ hơn thua không, mãn tranh đua với nhau không? Rồi cuối cùng nội thương bấy người đời không, vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không? Vợ con cha mẹ lâu rồi chết, rồi danh lợi giàu sang rốt cuộc không? Chăm khéo chăm khôn còn giả dối, ngàn mua ngàn kế cũng quần không? Suốt đời lo lắng gợi cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không? Nhắm mắt hai tay cũng phủi không mà cứ lặn lội hơn thua. Cứ hơn thua không, không có chịu thua ai chân trời không? Mà hơn thua rồi, hơn thua cũng đi về tử lộ tạm, làm chi những thứ bất lương. Vậy mà không chịu suy xét thi lường đặng tìm đến cái cảnh Tây Phương an lạc, mà không chịu tìm cô bác anh em chân đạo không? Đó là biển sông lặn lội hơn thua rồi sao nữa? Qua câu sau, tự thân tạo lấy mà mua cá sầu, đúng không? Tự thân tạo lấy mà mua cá sầu, mình không chịu làm phước, không chịu làm doan. Rồi tới chừng sau đó, đến cái thời kỳ đó thì hương nhà tiếc của, biết hồi nào ngươi ôm cái cột tuột, đứng tuột ngồi tốt ơi là tốt, nhớ lời Phật ghi. Tới chừng đó mà đi không nở ra đi, vì thương cái cổ tiếc đó, là mà hồi quy cái cõi trần, trở lại liền cô bác anh em trong đạo. À, vì vậy cho nên bây giờ coi như là tự thân tạo lấy, chứ ai mà tạo cho mình, phải không? Mà mua cái sầu, tất nhiên là cái sầu khổ này, tất nhiên là chúng ta hiện giờ đang tạo. Cái nhân nào tất nhiên là chúng ta hưởng cái quả này vậy hả? Còn hiện giờ chúng ta nếu mà tạo cái nhân này là không mua cái sầu nè. Đức Thầy cho chúng ta biết khuyên người hữu phước giàu sang, ráng lo làm phước, làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ, có ta là có thầy, liền cái nhân là nhân tốt nè. Đến lâm cảnh khổ có ta với linh Phật bà cứu vớt giùm cho. Còn nếu mà chúng ta không chịu lo cái kiểu đó thì bò bò giữ đến giữ lúc phong ba, không? Gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần được, sang nhà của người bần gấp thôi. Bây giờ giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Tới chuyện đó làm sao yên được, phải không? Như vậy thì bây giờ ở đây qua câu này, tự thân tạo lấy, là mình tạo đi cái nghiệp, sau này chúng ta sẽ bị cái quả trả. Các bác anh em dân đạo không bao giờ sai trật được, phải không? Vì vậy cho nên từ muôn triệu ức qua kiếp trước, vẫn có người tội phước không đồng, không lo câu thưởng phạt bất công, mà do nghiệp ở lòng sai khác thôi. Cho nên mình tạo những cái nghiệp đó, bây giờ trong khi đó mình thăng trời trách đất gì đâu, không? Bây giờ biết bao nhiêu người ta sống dưới cảnh màn trời chiếu đất quạt gió đèn chăn gối tay thảm cỏ khổ sở vô cùng vậy, bắt đầu than trời trách đất không? Mà không than trời trách, không chịu coi như là trách mình. Tại vì trách mình coi như là không tạo những cái nghiệp tốt. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, thì kiếp này để dĩ giàu sang, kiếp này bỏng sẻn tham gian, này kiếp sau đó khó nghèo nàn tả tơi chứ có gì đâu. Đó là cái nghiệp của mình tạo, mà ở đây tự thân tạo lấy thôi, mà mua cái sầu chứ không ai là gán tặng cho mình hết, cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì chúng ta biết được cái điều đó thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sống lo vừa chừng chẳng ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác thì có cái khác. Còn người không hiểu đạo, bo bo giữ nó bằng lo ích kỷ mê lầm, khi số vô thường đã tới, sinh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê, đất chiếu mến cõi đời cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến găng lăn lộn, giật mình kêu than thảm thiết. Đây là tự thân tạo lấy mà mua cá sầu. Rồi sau khi đó chết rồi phải yên đâu? Người chết rồi đâu phải là yên, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải mấy gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùn ụt, nào là dầu lúc nhúc thay cơm, nào là đừng đau kiếm đơm chơm, nào núi lửa phần phần cháy. Rồi ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bằng trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đậu châu mặt ngựa. Con thì dắt cái búa to đau bữa, con thì mang cây chĩa đến đâm, con thì dắt dao lớn đến bầm con cố xé ra làm hai thổi, con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, mà khổ linh hồn, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Mấy anh em dừng đạo, cũng vì cái tội ác mà tự thân tạo lấy mà mua cái sầu chứ có gì đâu, phải không? À, thưa chứ quý vị, vậy thì qua bốn câu giảng của đồng đạo nêu lên hết sức là chỉ lý, và chúng tôi cũng trình bày gọn gọn như nó ngang, và xin trả lại cho chấn chủ dự kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật.